chất lượng luôn mọi người, chất lượng đồng ngoại đài. Thế mà không gặp mấy thằng Liquid. Hiện tại tôi đang trên xe để đến sự kiện anh em ạ. Bây giờ là đang ngủ mình, không biết là tí có bạn nữ xinh gái nào ngồi cạnh hay không. Mấy anh em đi cùng với tôi ngồi ngồi này, ngồi bên kia rồi. Tôi ngồi mình mà chưa thấy có bạn nữ nào ngồi cạnh. Nếu bạn nào nữ xinh xinh ngồi cạnh cái cho nó cô đơn. Ngồi trải nghiệm quán nét ở Long An. Nói chung là cũng êm, cũng được. Nó không đến mức tồi tệ, nhưng mà mỗi tội là giờ này đói quá. Phải đi ăn cái đã mới có sức ngồi chơi tiếp được mọi người ạ. Đấy, điểm qua quán nét Long An như này này. Đấy. Hoành tráng chưa? Đấy, đang thi đấu rồi. Úi giời ơi. Đấy. Nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên của sự kiện thì sẽ được trải nghiệm tất cả mọi thứ dịch vụ ở kia, tất cả mọi thứ ở đây. Nói chung là từ chơi đến xem phim thì mình không chọn xem phim, tại vì mình sợ mình xem phim xong mình ngủ mất. Thế nên mình đã chọn là ngồi chơi game. Xong rồi còn ngày mai nữa thì chắc là sẽ có nhiều thứ. Tí là mình có cái gì hay hay mình chụp cho các bạn xem nhé. Rồi mình đi tham quan thử tí đã, đi tham quan xem ở đây có những cái gì. Thấy nó cứ chị không thể đỡ được. Trong đây vẫn có con nét đây, đây vẫn có con nét đâu đây này. Ui, đây là đấu đấu ấy, đây này các streamer này, đây là các streamer này đang chơi cờ. Đấy, đang đấu cờ. Bóc mọi người. Ông ngồi đây là bóc rồi. Chiên cốt và lấy nữ ấy. Đấy, sao còn đi đâu nhỉ? Đây. Đây là khu vực của Korea. Đây là của Seoul mình. Đấy. Bây giờ chúng tôi sẽ trải nghiệm cái khu ăn uống. Ủa nhìn là khu này khu vui chơi à? Ủa. Vãi đái ạ. Đây là khu ăn uống, khu ăn uống. Ăn uống kèm vui chơi. Quá nhiều món luôn. Chicken tenders. Chicken sandwich. Đọc có chuẩn không? Bolo chicken sandwich. Then chicken sandwich là còn là just a friend on chicken breast. Đi. Đỉnh không? Em cái này khó. Em cái này là ăn gì? Oh, she just a friend on chicken sandwich. Quá đỉnh luôn anh em ạ. 1, 2, 3, 4, 5 chicken. Đứng ở vị trí ở trời thì lạnh lạnh, view thì đẹp. Ôi trời ơi, phải nhìn view rồi. Úi giời. So fucking beautiful. Beautiful. Bây giờ là chuẩn bị lên xe đi về mọi người ạ. Để ngày mai chắc là xem ngày mai có gì hay hay mình quay cho mọi người xem nhá. Hi.
Thì sao? Thì sao? Này. Được, 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 được. Hello, xin chào các bạn. Thì ngày hôm nay thì là buổi thứ hai trong sự kiện. Sự kiện là Under City 9 thì hôm nay là sẽ là cái chương trình gọi là ca nhạc hội vui chơi có thưởng. Đấy. Sau hôm nay là nó có sẽ có những cái tiết mục như là tuồng trèo cải lương này, và đặc biệt có một cái nhóm nhạc đã mang đến cho chúng ta nhóm nhạc rock đúng không anh? Nhóm nhạc rock. Cái gì nhỉ? Hát bài hát cho cái tựa tựa phim Enemy. À nhóm Enemy. À bài hát Enemy đó là nhóm Z Dragon. Có chết mẹ đọc rồi. Thì người ta ở đây nói thế. Thà không nói tên nhạc ra, nói gì ra gần thì người ta không hiểu. Tự dưng mình nói Enemy chứ gì ra gần nó lại chửi chúng mình. Đó. Hôm nay là chúng tôi được sắp xếp một chỗ ngồi nó khá là gọi là độc đáo. Một cái chỗ ngồi gọi là chỗ ngồi say xe đấy mọi người ạ. Đó. Are you guys trying to get to the Undercity? Well, the bridge might be closed, but I found a back way, so come with me. We gotta stay down and low and quiet, so they don't know that we're coming. Hôm nay là đi đường khác anh em ạ. Hôm nay là đi đường ngách chó. Người ta gọi đây là đường ngách chó. Ngày hôm nay thì sẽ là biểu diễn ca nhạc trong sự kiện Under City 9. Thì tí nữa sẽ có những nhóm nhạc nổi tiếng lên biểu diễn những ca khúc gọi là cháy bỏng luôn. Nhạc với nhạc rock. Nhạc rock. Đấy là không gian như hôm qua thôi, nhưng mà sẽ là ngồi trải nghiệm âm nhạc với những mức độ âm thanh nó đỉnh cao luôn anh em ạ. Đấy. Trời ơi, anh em thấy không gian nó đỉnh không? Có thể gọi là khủng khiếp luôn, không thể đỡ được. These kids ain't playing when you acting like you live rap. And all those little mishaps that only happen to you misfits, you get to fix that. Yeah! Dễ tuổi gì này, mới hỏi mày dễ là dễ. Từ lúc sang đây mới được ăn món nước, trời đất ơi, phải tuyệt vời. Xin thêm từ ở đây cần tôi nữa. Hiện tại thì chúng tôi đang ở Bellevue Hill, nơi trung tâm gọi là đây là gọi là gì nhỉ? Trung tâm mua sắm cho những người có tiền. Còn tôi là đi để ngắm vì không có tiền. Đấy, đơn giản là vậy. Không phải đánh thuế ước mơ. Đúng rồi, đây.
Nói chung là trần đời giờ từ cha sinh mẹ đẻ giờ tôi thấy một con Shiba siêu mẫu. Một con Shiba mèo người mặt học sinh nhưng chân là người siêu mẫu. Dài. Ừ, người phụ huynh chân siêu mẫu. Mặt thì như học sinh non trẻ. May quá mình bên đây mình nói tiếng Việt. Nên là con Shiba này nó cũng không hiểu. Nó mà hiểu nó mày khập cho hai phát. Chết. Quay 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 quay. Ừ. Đây nó được cam với chanh, cam vắt, chanh vắt tất đời luôn. Không bao nhiêu vắt bấy nhiêu. Nó gọi là gần gũi với thiên nhiên và nó gọi là gì? Tươi, đúng không? Tươi, à, tươi. Nói chung là tươi, đúng. Thằng này là không tươi. Tươi. Đúng. Ok. Và rỗi cái vỉa hè, có cây. Bầu trời không có mây. Cái này bằng cái lồn được tắt vỉa hè.